Xin chào anh Dũng ở Khánh Hòa và xin chào các bạn. Hôm nay anh Dũng có đặt hàng với mình là một bộ micro không dây UHF màu đen với số lượng của mic là 2. Thì khi anh nhận được hàng bao gồm là tiền ship sẽ là 589.100 đồng. Khi anh nhận được hàng sẽ bao gồm là một bộ micro không dây UHF màu đen như thế này và kèm theo đó là một mạch Bluetooth. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor, Shopee đặt hàng. Số mình có tên là linh kiện 79. Hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống và mình gọi tích vào link mua hàng phía dưới cũng được nhé. Ok, thì trên mic này chúng ta sẽ được làm bằng chất liệu bằng nhựa các bạn. Đấy. Bên trong chúng ta sẽ sử dụng là bao gồm là hai pin AA. Đấy, con nhỏ. Bây giờ sẽ cấp nguồn vào để test sản phẩm các bạn nhé. Cấp nguồn vào chúng ta sẽ hiện lên trên màn hình, nó sẽ hiện lên đầy đủ thông số của chúng ta gồm tần số này, sóng này và dung lượng pin. Tiếp theo đó chúng ta bây giờ sẽ cấp nguồn vào cho mạch Bluetooth để chúng ta test sản phẩm các bạn nhé. Đấy. Thì khi chúng ta cấp nguồn vào thì đây sẽ có một bóng đèn màu đỏ này. Đó. Nó sẽ phát sáng ở đây một cái bóng led màu đỏ. Khi chúng ta khởi động lên mic nó sẽ hiện thêm một màu xanh ở bên đây nữa, có nghĩa là đã có một chiếc mic đang hoạt động. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, alo. Ok, như vậy là mic đầu tiên hoạt động rất là đơn giản. Và khi chúng ta ấn vào nút trên màn hình, chúng ta sẽ có hai nút là nút nguồn này và nút tiếp theo là nút CH. Nút CH sẽ là nút điều chỉnh tần số, thay đổi tần số. Thì khi chúng ta ấn thay đổi tần số, đồng thời cái đèn là màu led màu xanh trên mạch nó cũng sẽ thay đổi theo để nó nhận biết được rằng cái mic này nó đang thay đổi tần số để theo và sử dụng được. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Ok, như vậy là mic đầu tiên hoạt động rất là tốt nhé. Bây giờ là đến mic thứ hai. Alo, alo, 1, 2, 3. Ok, như vậy là cả hai sản phẩm của anh Hoàng rất là tốt nhé. Bây giờ sẽ đánh dấu ký hiệu để gửi hàng cho anh. Đây là mạch ký hiệu mạch Bluetooth của anh. Còn đây là ký hiệu mic. Ok, và cuối cùng thì rất cảm ơn anh Dũng ở Khánh Hòa tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.